Mới đây trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Lãnh Thanh đã có một bài viết nói rõ về cái mối quan hệ của mình với nam em. Lãnh Thanh và nam em đã dành cho nhau những quyết định riêng. Cuộc sống của Lãnh Thanh gần đây bị đảo lộn khá nhiều. Sau khi tham gia chương trình Vô Lăng Tình Yêu, rất nhiều khán giả đã ủng hộ và đẩy thuyền cho nam em và Lãnh Thanh. Khi đó cả hai đã rất vui với những tình cảm mà khán giả dành cho mình sau chương trình thanh không ngờ những điều nhỏ nhoi đó có thể mang lại sự lan tỏa mạnh mẽ đến như vậy tuy nhiên việc tiến tới quyết định trở thành cặp đôi ngoài đời thực lại là việc rất khác với thanh với nam em có cuộc sống rất khác nhau và hai hướng đi hoàn toàn khác biệt do đó dù giữa cả hai đã từng có cùng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc hay đã có rất nhiều những thời khắc vui tươi và nhiều kỷ niệm đẹp đẽ cùng nhau từ khi tham gia chương trình cho tới nay thì điều mà thanh khẳng định ngay lúc này là hiện tại chúng tôi đã dừng ở mức tình bạn tình đồng nghiệp chứ hoàn toàn không phải là tình yêu Lãnh thành viết rất rõ như vậy đó mọi người rất mong những ai đã yêu mến nam em và lãnh thanh vẫn có thể tiếp tục ủng hộ chúng tôi trên con đường nghệ thuật phía trước và đừng đề cập gì đến chuyện tâm tư tình cảm của chúng tôi nữa mọi việc không nên tiếp tục đi xa hơn nữa nên hôm nay thanh chính thức lên tiếng cho sự việc được dừng lại càng sớm càng tốt những ngày gần đây có nhiều cá nhân cũng như là nhiều sự công kích đến từ nhiều phía mà không thể biết được chính xác mục đích của các bạn ấy là gì dù đã rất thoải mái và kiệm lời thanh vẫn phải chính thức lên tiếng để khẳng định rõ ràng hiện tại thanh với nam em chỉ là bạn mọi người có thể hạ nhiệt và ngưng đẩy thuyền để thanh và nam em được tập trung vào công việc riêng cũng như có cuộc sống riêng của mỗi người bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn mọi người hãy cứ vui thôi à, nhưng phải nên dừng đúng lúc thanh sẽ rất cảm kích những khán giả đã và đang nhiệt tình ủng hộ thanh trên con đường nghệ thuật và thanh cũng mong mọi người có thể tôn trọng đời sống cá nhân của thanh hơn cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chúc mọi người sức khỏe niềm vui cho tất cả nhé thanh kêu đó đó là những gì mà thanh vừa viết trên kênh uh, trang facebook của mình thì thông qua cái bài viết này và cái video này kênh sài gòn daily cũng uh, sẽ sử dụng để dựng một cái clip để gửi đến khán giả của Sài Gòn Daily, những người cũng đã theo dõi cặp đôi Lãnh Thanh và Nam Em trong suốt thời gian qua. Mọi người đã ủng hộ rất nhiều về cặp đôi này. Tuy nhiên khi mà tình cảm của họ không thực sự tiến triển được xa hơn nữa, thì kênh Sài Gòn Daily cũng như khán giả uh, Thuận cũng mong rằng khán giả của Sài Gòn Daily sẽ ủng hộ Lãnh Thanh và Nam Em trên con đường nghệ thuật riêng của mình. Tại vì mỗi người họ có rất là nhiều điểm khác biệt. Cảm ơn mọi người nhé. Thank you.